Trước khi qua đời thì bà hoàng hậu này được cho là đã thì thầm vào tai nhà vua hai yêu cầu cuối cùng. Thứ nhất là ông không được tái hôn, và thứ hai là xây dựng một công trình gì đó đẹp như thiên đường trên trái đất. Chào mọi người, chủ đề hôm nay chúng ta sẽ nói về đền thờ Taj Mahal. Taj Mahal là một tổ hợp bao gồm các tòa nhà và khu vườn rộng lớn nằm ở thành phố Agra thuộc bang Uttar Pradesh phía bắc Ấn Độ. Công trình này nằm cạnh dòng sông Yamuna. Taj Mahal đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1983 và công trình này cũng góp mặt vào danh sách 7 kỳ quan của thế giới mới. Hoàng đế Shah Jahan, người trị vì từ năm 1628 đến năm 1658, là chủ nhân của công trình này. Ông đã xây dựng nó cho một trong những người vợ của mình, chính là hoàng hậu Mumtaz Mahal. Chính vì vậy mà đây cũng được xem là một trong những biểu tượng của tình yêu bất diệt. Công trình này được xây dựng trong khoảng thời gian gần 20 năm. Người ta ước tính đã sử dụng tới 1.000 con voi và hơn 20.000 thợ thủ công từ khắp nơi châu Á để có thể hoàn thành ngôi đền này. Trước khi qua đời thì bà hoàng hậu này được cho là đã thì thầm vào tai nhà vua hai yêu cầu cuối cùng. Thứ nhất là ông không được tái hôn, và thứ hai là xây dựng một công trình gì đó đẹp như thiên đường trên trái đất, nơi mà hoàng hậu đã mơ trong một giấc mơ gần đây. Từ lâu thì Ấn Độ đã được biết đến với một địa danh có rất nhiều đá quý. Tại đây thì đá quý phổ biến với các tầng lớp có địa vị cao, nó thể hiện sự giàu sang và quyền lực. Khi các cuộc chiến tranh diễn ra thì đá quý được xem là một trong những chiến lợi phẩm không thể thiếu. Những bức tranh vẽ vào thời kỳ đó để lại cho thấy hoàng đế đã mặc các bộ trang phục được đính bằng rất nhiều viên đá quý. Bên cạnh đó, ông cũng đeo rất nhiều trang sức bằng ngọc trai. Vào thời điểm này thì đá quý được xem là một trong những món quà rất quan trọng được người ta trao tặng nhau trong những nghi lễ đặc biệt và cả ngoại giao chính trị. Nó giống như là một thủ tục trong việc giao ban giữa các quốc gia với nhau. Với việc phổ biến nhờ vào giao thương thời điểm đó thì hoàng đế Shah Jahan đã sở hữu cho mình một bộ sưu tập trang sức và đá quý khổng lồ. Thời điểm đó, Ấn Độ chính là nơi tập trung giao thương của rất nhiều thương nhân đến từ khắp nơi trên thế giới. Điều này góp phần làm cho nguyên liệu tạo thành Taj Mahal đầy đủ và đa dạng. Taj Mahal vốn dĩ là một công trình lăng mộ được xây dựng để chôn cất vị hoàng hậu. Hiện nay người ta chưa tìm ra thông tin chính xác về người kiến trúc sư đã tạo ra nó. Tuy nhiên có hai người đã được nhắc đến nhiều nhất, đó chính là Ustad Ahmad Lahari và Miss Abdul Karim. Loại đá quý được sử dụng nhiều nhất ở đền Taj Mahal đó chính là đá cẩm thạch trắng. Điều này đã tạo được nét độc đáo cho kiến trúc của Hồi giáo. Giữa các phiến đá cẩm thạch trắng, những người thủ công sẽ vẽ lên các họa tiết. Sau đó họ sẽ khoét thành các rãnh nhỏ theo những đường vẽ. Cuối cùng họ mài những viên đá có các màu sắc khác nhau và dán chúng vào các rãnh trên. Công việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ, công phu của rất nhiều đội thợ. Đá được sử dụng ở đền thờ Taj Mahal rất đa dạng. Theo những công bố gần đây thì có tới hơn 40 loại đá quý đã được sử dụng. Nó bao gồm cẩm thạch, lapis lazuli, jasper, malachite. Những viên đá này đã góp phần làm cho họa tiết của công trình thêm phần rực rỡ và màu sắc bền bỉ với thời gian. Tất cả những loại đá nói trên, ngoài vấn đề về thẩm mỹ thì nó còn đáp ứng được về mặt văn hóa và tín ngưỡng của người Ấn Độ. Ngoài những hoa văn được tạo hình xuyên suốt tại công trình này thì chủ nhân của nó cũng đã chạm khắc rất nhiều nội dung của kinh Koran lên cổng, lăng mộ và phần nhà thờ. Trong những thập kỷ trước, việc kiểm soát an ninh ở Taj Mahal khá lỏng lẻo và điều này đã khiến cho ngôi đền thờ này mất đi rất nhiều vật phẩm quan trọng. Vào năm 2018, cơ quan khảo sát của Ấn Độ đã đưa ra cảnh báo về tình trạng xuống cấp của Taj Mahal. Điều này được cho là ô nhiễm do người dân tại các khu vực lân cận. Nhà vua Shah Jahan vốn dĩ là một nhà sưu tập đá quý. Việc ông sở hữu một lượng đá quý khổng lồ đã giúp ông tạo ra một Taj Mahal hùng vĩ và tráng lệ, khiến đây được đánh giá là một trong những công trình về lăng mộ đẹp nhất trên thế giới. Và nó cũng chính là biểu tượng minh chứng cho tình yêu bất diệt của nhà vua đối với hoàng hậu. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.